Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ở miền Bắc dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây, hôm nay cả khu vực Bắc Bộ đều có nắng sớm. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực Hòa Bình là những vùng nằm gần với vùng áp thấp nhất nên có nắng sớm hơn và cường độ cũng mạnh hơn. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các vùng này sẽ tăng lên ngưỡng 31 cho đến 34 độ. Riêng những nơi như là Mường Tè, Mường Lay, Mường La, Yên Châu hay là cả khu vực Mai Châu, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng nắng nóng 35 độ, thậm chí xấp xỉ 36 độ. Trong khi đó, các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chiều nay có tăng nhưng thấp hơn các tỉnh phía Tây và dao động từ 29 cho đến 31 độ. Dưới tác động của vùng thấp phía Tây, hôm nay cường độ nắng cũng như nhiệt độ ở miền Trung đều tăng nhanh. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, buổi sáng trời se lạnh với mức nhiệt là từ 21 cho đến 24 độ. Trong khi vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ở ngưỡng mát mẻ là từ 24 đến 26 độ. Nhưng đến chiều, cả hai khu vực đều có chung một mức nhiệt là từ 29 đến 32 độ. Dự báo thời tiết nắng ráo và xu thế tăng nhiệt ở Bắc Bộ và miền Trung sẽ duy trì trong hôm nay và ngày mai. Sau đó, từ khoảng chiều tối ngày mai, một đợt gió đông bắc mới sẽ tràn xuống. Cùng lúc với rãnh gió Tây di chuyển sang sẽ gây mưa rào và dông trở lại. Và cũng từ ngày 23 tháng 3 trở đi, miền Bắc trời sẽ chuyển rét. Ở Tây Nguyên, lúc này trời vẫn se lạnh với mức nhiệt là từ 19 cho đến 22 độ. Còn thời tiết ở Nam Bộ thì khá mát mẻ với mức nhiệt 24 đến 26 độ. Nhưng nhiệt độ trong ngày sẽ tăng khá nhanh, đến chiều ở Tây Nguyên sẽ có mức nhiệt là từ 30 cho đến 33 độ và Nam Bộ duy trì mức nhiệt từ 32 đến 35 độ. Lưu ý là sau một ngày nắng kéo dài đến chiều tối, các ổ mây dông sẽ xuất hiện gây mưa rào và dông cho cả khu vực phía Tây của Nam Bộ cũng như là khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ cao kèm theo lốc xoáy và gió giật nguy hiểm, người dân cần hết sức lưu ý. Trên biển, hôm nay cả ba khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, trong đó có hai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều duy trì gió Đông Nam đến Đông ở mức cấp 3, cấp 4, nên sóng thấp dưới 1m75 và biển không động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.